chú ít con có hai là hai mắt tròn. Chú ngồi học bài một mình bên hồ bơm chạy vườn xoang. Bao cô cá chạy non cùng bao chú cá rau non tung tăng chiếc dây son nhịp theo tiếng ếch vang dòn. Chip chip gâu gâu cáp cáp, chip 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 gâu gâu cáp cáp, chip 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 gâu gâu cáp cáp, chip chip cáp cáp, chip 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 cáp mi nhau. La 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 la. Con thằng lặng con đuổi nhau cắn nhau đứt đuôi.
Trời ơi, sao heo gì mà bán nó ế. Mẹ ơi, con muốn mua heo. Sao mà vắng dữ vậy trời. Kìa mẹ. Ai? Trời, chị của em, hào quang của em. Chị mua hết đúng không? Không, tôi mua có một con à. Gì má, mua gì mua có một con. Mẹ mẹ, con mua con này. Con mua con kìa này, đó. Con mua cái này nữa. Nó đòi mua mẹ, hết mẹ, kìa, mua cho nó đi. Con này nhiêu? 5 xu. Còn con này? 5 đồng. Còn hai con kia? Giống như vậy, gì mà trả giá ơi, hoài à. Con này? Cô này, sao mà hay sỉ nhục người bán quá à. Thôi, tôi xin lỗi, tôi giỡn. Rồi giờ chị mua con nào? Con này nhiêu? 5 xu. Thôi 2 xu thôi. Không, 5 xu. 2 xu. Sao mà chị nói nhiều quá à. Bớt đi. Tôi nói 5 xu là 5 xu mà. Bây giờ bán không? Dạ bán à. Vậy phải lẹ hơn. Dạ cảm ơn à. Mời chị đi à. Đi con. Bán 5 xu mà đưa có 2 xu à. Cho con heo đất i a i a. Ngày hôm nay em vui lắm, cầm heo trên tay em ngắm i a i a. Làm sao cho heo mau lớn, làm sao cho heo mau lớn i a i a. Heo không đã ăn cơm, heo không đã ăn cá, heo chỉ còn em bé trên tay ào ô. Cho con heo đất i a i a. Ngày hôm nay em vui lắm, cầm heo trên tay em ngắm i a i a. Làm sao cho heo mau lớn, làm sao cho heo mau lớn i a i a. Heo không đã ăn cơm, heo không đã ăn cá, heo chỉ còn em bé trên tay ào ô. Cho con heo đất i a i a. Ngày hôm nay em vui lắm, cầm heo trên tay em ngắm i a i a. Làm sao cho heo mau lớn, làm sao cho heo mau lớn i a i a. Heo không đã ăn cơm, heo không đã ăn cá, heo chỉ còn em bé trên tay ào ô. Em để dành cho heo, em đi chia heo lớp 2.
viên bi. Ta là que kem, lơ là chiếc lá, mơ là đôi má, nơ là nụ hoa. O là con ong, ô là con ốc, quả quýt, rơ là rau xanh, sơ là ngôi sao, tơ là con tôm, ô là lời ru, ư là quả trứng, vơ là cây vít, giờ là gần xa. Học sinh nên người.